Giờ bóng quá chính xác của tiếp tục những cú tấn là điểm trực tiếp của tay vợt dơ thắng cho điểm trực tiếp cho Anderson. Khá dễ dàng trong khoảng hơn 70 lần lên lưới trong trận đấu kéo dài 5 set. Dưa thắng cho tay vợt người Nam Phi. Dưa thắng cho boxing hoàn hảo của Stan Vavrinka. Dơ thắng cho Novak. Rất khó khi Anderson. Lợi dao Kevin. Hai tình huống liên tiếp Kevin Anderson đều đó là pha di chuyển mà cứ móc bóng thuận tay ở điểm trực tiếp và cũng kết thúc luôn. Như vậy là sang bóng 1 rất hay. Là một điểm ace của tay vợt người Thụy Sĩ. Winner forehand với số điểm winner forehand. Nhưng như cú trái của Vorica đã điểm số đầu tiên dành bóng ngoài tiếp tục giữa này cú đánh trở lên rất tốt của Phạm và chiến thắng đã thuộc về tay vợt hạt giống.